10 câu lạc bộ vô địch Champions League Cúp C1 châu Âu nhiều nhất trong lịch sử. Top 10 Juventus 2 lần. Juventus Football Club thường được gọi là Juventus hay Juve là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý có trụ sở tại Torino, Piemonte. Được thành lập vào năm 1897, câu lạc bộ thi đấu trong bộ trang phục sọc trắng đen từ năm 1903 và chơi các trận đấu trên sân nhà ở nhiều sân vận động khác nhau quanh thành phố. Mới đây nhất là sân vận động Juventus có sức chứa 41.507. Top 9 Chelsea, 2 lần. Chelsea tên đầy đủ là Chelsea Football Club, là một trong những câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, giàu truyền thống của nước Anh. Hiện nay, Chelsea đang thi đấu tại những giải bóng đá cấp cao tại Anh. Chelsea đã giành được hơn 30 danh hiệu, với 6 chức vô địch quốc gia và 7 danh hiệu cấp châu lục và được coi là một trong những câu lạc bộ thành công nhất nước Anh. Chelsea được thành lập năm 1905, có trụ sở ở tại Fulham, London. Sân vận động nổi tiếng Stamford Bridge chính là sân nhà của Chelsea kể từ khi thành lập tới nay. Top 8 Manchester United 3 lần. Câu lạc bộ bóng đá Manchester United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại Old Trafford, Đại Manchester, Anh. Câu lạc bộ hiện đang chơi tại giải bóng đá ngoại hạng Anh, giải đấu hàng đầu trong hệ thống bóng đá Anh. Với biệt danh Quỷ đỏ, câu lạc bộ được thành lập dưới tên Newton Heath IR Football Club vào năm 1878, đổi tên thành Manchester United vào năm 1902 và chuyển đến sân vận động hiện tại, Old Trafford, vào năm 1910. Manchester United là một trong những câu lạc bộ thành công nhất tại Anh. Top 7 Inter Milan 3 lần, Football Club Internazionale Milano S.p.A. Công ty cổ phần câu lạc bộ bóng đá Internazionale Milan thường được biết đến với tên gọi tắt Internazionale. Inter Milan hay đơn giản là Inter là một câu lạc bộ bóng đá Ý có trụ sở tại Milano, Lombardia, được thành lập ngày 9 tháng 3 năm 1908. Inter là câu lạc bộ duy nhất tham dự đủ các mùa giải Serie A, hạng đấu cao nhất của giải vô địch bóng đá Ý từ năm 1929 và chưa bao giờ phải xuống chơi ở Serie B. Top 6 Ajax Amsterdam 4 lần. Amsterdam chờ Football Club Ajax còn được biết đến với tên gọi AFC Ajax, Ajax Amsterdam hoặc đơn giản là Ajax. Là câu lạc bộ bóng đá có trụ sở ở Amsterdam, đang chơi tại giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan, Eredivisie, hạng đấu cao nhất của bóng đá Hà Lan. Trong lịch sử, Ajax, tên của nhân vật thần thoại Hy Lạp, là đội bóng thành công nhất Hà Lan với 35 chức vô địch quốc gia Hà Lan và 20 cúp KNVB. Câu lạc bộ liên tục thi đấu ở Eredivisie kể từ khi giải đấu khởi đầu từ năm 1956. Cùng với Feyenoord và PSV Eindhoven, họ là ba câu lạc bộ thống trị giải đấu đó.